thiệt là xui cho Tổng thống Donald Trump. Lý do tại sao vậy? Vì chính phủ Hoa Kỳ đã bị đóng cửa ngay lúc 0 giờ ngày 20 tháng Giêng năm 2018, đúng ngày kỷ niệm một năm Tổng thống Trump làm Tổng thống. Hôm ngày thứ Sáu, ông dự trù bay về khu nghỉ mát ở Mar-a-Lago. Ông ở Palm Beach, Florida để nghỉ cuối tuần và ăn mừng kỷ niệm một năm làm Tổng thống của mình và mở tiệc gây quỹ tái tranh cử, cũng như lại dự trù thu được hàng triệu đô la. Tuy nhiên, ông phải ở lại Washington DC, chờ Thượng viện thông qua dự luật ngân sách tạm để mà ông ký, hầu tránh một vụ chính phủ đã bị đóng cửa. Trong phòng bầu dục tòa Bạch Ốc, ông đã gọi điện thoại mời Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ New York, trưởng khối thiểu số Thượng viện, quá bộ sang để mà bàn thảo, nhằm đạt một thỏa thuận để chính phủ khỏi bị đóng cửa. Cuộc hội đàm giữa hai chính trị gia gốc New York không xong, sau khi ông Schumer cho biết có một số tiến bộ nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều khác biệt. Ông Mick Mulvaney, từng là dân biểu liên bang của Đảng Cộng Hòa, nay là giám đốc ngân sách tòa Bạch Ốc, nói rằng chúng tôi sẽ quyết vụ đóng cửa một cách khác. Thế rồi tình hình ngày càng ảm đạm. Ông Schumer trở về quốc hội và họp kín với bên Cộng Hòa cũng chẳng tới đâu. Trở ngại chính của hai phía là vấn đề di dân, một chủ đề gai góc đối với mọi chính quyền Mỹ trong nhiều năm qua, nhất là năm có bầu cử. Phía Dân Chủ muốn giải quyết số phận của 700.000 người thuộc diện DACA, những người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ, còn phía Cộng Hòa thì muốn bỏ chương trình sổ số nhập cư và chương trình công dân Mỹ bảo lãnh thân nhân. Ngay trước nửa đêm, thời điểm quyết định chính phủ có bị đóng cửa hay là không, bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, đưa ra một tuyên bố gay gắt, đả kích các thượng nghị sĩ Dân Chủ là những người cản trở thua cuộc, không phải là các nhà lập pháp. Và còn cho biết, cho tới khi chính phủ mở cửa trở lại, tòa Bạch Ốc sẽ không thương thuyết số phận của hàng trăm ngàn di dân vào Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo dõi sự việc qua màn hình TV, bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè liên tục nói rằng phía Dân Chủ sẽ bị quy trách nhiệm cho vụ chính phủ bị đóng cửa. Một người biết các cuộc nói chuyện kể với AP trong điều kiện ẩn danh vì không được phép công khai nói chuyện này. Trong khi nhân viên tòa Bạch Ốc không trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch cuối tuần của Tổng thống, ông Mike Mulvaney nói với báo giới là ông không nghĩ là ông Trump sẽ đi Florida vào thứ Bảy. Tôi nghĩ Tổng thống rất rõ trong chuyện này, ông sẽ không đi cho tới khi xong chuyện này, ông Mulvaney nói. Dự luật ngân sách này đã được Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua vào hôm ngày thứ Năm. Đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu thì Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa Kentucky, trưởng khối đa số Thượng viện, cho bỏ phiếu để mà xem xét có đủ 60 phiếu để đưa dự luật ra bỏ phiếu chính thức hay không. Kết quả là chỉ có 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Các lãnh đạo Thượng viện lại bước vào phòng kín họp lần nữa. Tới nửa đêm không có thỏa thuận nào đạt được. Chính phủ Mỹ chính thức bị đóng cửa và lần đầu tiên kể từ năm 2013. Trong vụ đóng cửa chính phủ hồi năm 2013, ông Trump nói trên chương trình Fox and Friends rằng là người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm cho vụ đóng cửa. Tôi thực sự nghĩ trách nhiệm này là Tổng thống, ông Trump nói. Ảnh hưởng của vụ chính phủ bị đóng cửa trong lúc Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả tòa Bạch Ốc lẫn lưỡng viện quốc hội được cảm nhận khắp thủ đô Washington DC, khắp nước Mỹ và bên trong tòa Bạch Ốc. Sáng thứ Bảy, Tổng thống Trump tweet ra như sau: đây là kỷ niệm một năm tôi làm Tổng thống và phía Dân Chủ muốn cho tôi một món quà dễ thương. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại các thành phố lớn khắp Hoa Kỳ trong ngày thứ Bảy chống Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm một năm ông làm Tổng thống. Thượng nghị sĩ John Kennedy thuộc Đảng Cộng Hòa Louisiana lên tiếng nguyền rủa Quốc hội vào tối ngày thứ Sáu, trong lúc thời hạn phải thông qua ngân sách tạm gần kề, chỉ trích nặng nề rằng chính phủ hiện là do những tên khùng lãnh đạo. Theo báo mạng The Hill, ông Kennedy nói, đất nước chúng ta do những thiên tài sáng lập, nhưng lại do những tên khùng lãnh đạo. Ông Kennedy nói điều này với các nhà báo chỉ vài giờ trước khi chính phủ bị đóng cửa,
vì Thượng viện không có đủ số phiếu để mà thông qua ngân sách. Thượng nghị sĩ Orrin Hatch thuộc đảng Cộng hòa Utah, một đồng viện của ông Kennedy, cũng có phát biểu tương tự trong phiên họp khoáng đại, nói rằng Thượng viện có một số người thật là ngu xuẩn. Đây là đất nước vĩ đại nhất thế giới, nhưng chúng ta thỉnh thoảng lại có một số người thực sự là ngu xuẩn đại diện. Và khi nói điều này, có lẽ là tôi đã đi quá xa, nhưng đó là sự thật và nó làm tôi thất vọng. Ông Hatch nói như vậy. Phát biểu của hai nhà lập pháp Cộng hòa xảy ra vào lúc Quốc hội chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu thất bại, làm chính phủ đóng cửa lần đầu tiên kể từ năm 2013. Trước đó, ngày thứ Năm, Hạ viện cho Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua dự luật ngân sách tạm cho đến ngày 16 tháng 2. Tối ngày thứ Sáu thì Thượng viện không có đủ phiếu để có một cuộc bỏ phiếu thông qua, làm cho chính phủ liên bang bị đóng cửa bắt đầu từ 12 giờ 1 phút vào sáng ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng Giêng năm 2018. Trước đó, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ New York, trưởng khối thiểu số Thượng viện, có đến tòa Bạch Ốc nói chuyện với Tổng thống Donald Trump để tránh một vụ chính phủ bị đóng cửa, nhưng cả hai đã không đạt được điều gì. Mặc dù là có một số tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều khác biệt với Tổng thống liên quan đến vấn đề di trú và chi tiêu. Ông Schumer nói như vậy. Nghị viên Mark McCurdy, thành viên hội đồng thành phố Fountain Valley, đột ngột đưa thư từ chức gửi cho ông Rob Houston, tổng quản trị thành phố, hôm thứ Hai ngày 15 tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register. Thị trưởng Michael Võ cho biết, sau phiên họp hôm thứ Ba vừa qua, hội đồng thành phố sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tối ngày thứ Ba, 23 tháng Giêng, để bàn về ba chọn lựa. Một là chỉ định một người nào đó để tạm thời thay thế nghị viên McCurdy. Hai là tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt, tốn kém khoảng là $200,000 cho thành phố. Ba là để ghế trống đợi kết quả kỳ bầu cử tổng quát vào tháng 11. Giải pháp thứ hai theo tôi sẽ quá tốn kém vì phải dùng tiền đóng thuế của dân. Xin hãy chờ kết quả của buổi họp này. Thị trưởng gốc Việt nói thêm như vậy. Trả lời với lá thư từ chức của nghị viên McCurdy, ông viết, trong lúc này tôi thấy cần tìm việc làm ở ngoài khu vực thành phố và không có lựa chọn nào khác. Tôi xin từ chức nghị viên hội đồng thành phố và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Tôi rất vinh dự được phục vụ các công dân ở Fountain Valley và điều này tôi sẽ luôn biết ơn. Ông Houston cho biết ông rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư vào sáng ngày thứ Hai vì ông không hề được biết trước về việc nghị viên này có ý định từ chức. Luật sư thành phố Colin Burns không có lời bình luận, cũng theo bài báo. McCurdy không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với truyền thông, nhưng mối quan hệ không êm xuôi của ông với các đồng viện đều được ghi lại đầy đủ. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông McCurdy không được đề cử trước thị trưởng thành phố, một phần là do ông từ chối tham gia vào các buổi họp kế hoạch chiến lược của thành phố, mà ông cảm thấy các buổi họp ấy vi phạm luật họp công khai của tiểu bang. Phần nữa là do ông thường đơn độc bỏ phiếu bất đồng trong những vấn đề như là tăng thuế và chi tiêu. Các thành viên hội đồng và cư dân rất đối ngạc nhiên với việc thông báo từ chức của ông McCurdy, trong đó nhiều người lo ngại sức khỏe của ông có vấn đề. Thị trưởng Michael Võ, người được đưa lên chức thị trưởng và phó thị trưởng thay vì ông McCurdy, được trích lời nhận xét. Tôi nghĩ hành động ấy gửi thư từ chức là không tôn trọng những cử tri đã bỏ phiếu cho ông. Ông McCurdy không tham gia công việc nhiều. Ông McCurdy được nhiều phiếu bầu nhất cho chức nghị viên trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2014, cũng theo bài báo. Lần thứ hai khi ông được đề nghị làm thị trưởng vào tháng 12, một số cư dân đã phát biểu để ủng hộ ông. Ở thời điểm đó, ông Leston Toolblood, một cư dân, gọi hành động đó là sự thù hằn cá nhân chưa từng thấy và tập thể bắt nạt công khai, hổ thẹn và phủ nhận quyền xoay tua trước thị trưởng của ông McCurdy. Ông McCurdy có một thời gian làm thị trưởng và tin rằng ông xứng đáng được một lần nữa. Tôi làm việc này rất tốt vào năm 2013 và tôi muốn có một cơ hội để làm điều đó một lần nữa mà không bị ai qua mặt. Tôi tin rằng điều này xảy ra và tôi có khác biệt về quan điểm. Ông được trích lời phát biểu vào hồi tháng 12 như vậy.
Giới chức chính quyền tiểu bang California hôm thứ Năm đã lên tiếng cảnh cáo giới chủ nhân rằng họ có thể bị truy tố và bị phạt vạ nếu họ tình nguyện cung cấp tin tức cá nhân của các nhân viên cho giới chức di trú liên bang, trừ phi là có một trách tòa buộc phải thi hành. Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi có các tin tức cho hay cơ quan cảnh sát di trú ICE đang chuẩn bị mở cuộc bố ráp lớn lao tại tiểu bang California. Trong tháng này, một đạo luật mới của tiểu bang California bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, cấm giới chủ nhân không được trợ giúp nhà chức trách liên bang trong việc thu thập tin tức về những người bị tình nghi là thành phần di dân bất hợp pháp nếu không có tra tòa. Luật mới này là một phần trong nỗ lực nhằm biến California thành tiểu bang an toàn. Vào hôm ngày thứ Năm, Bộ trưởng Tư pháp California, ông Xavier Becerra nói rằng luật này sẽ được tích cực thi hành. Trước tình trạng có nhiều tin đồn, chúng tôi thấy là phải thông báo cho giới chủ nhân biết rằng nếu họ tự ý cung cấp tin tức về nhân viên hoặc là để cho tiếp xúc với nhân viên theo các cách đi ngược lại luật mới của tiểu bang California, họ sẽ bị văn phòng của tôi có biện pháp đối phó. Ông Becerra cho tờ báo địa phương Sacramento Bee hay như vậy, chúng tôi sẽ truy tố những người phạm luật. Tờ báo San Francisco Chronicle cho hay các vụ chuẩn bị bố ráp của ICE được coi là lời nhắn gửi của chính quyền liên bang với tiểu bang California. Phản ứng mạnh của chính quyền tiểu bang California được đưa ra sau khi ICE mở cuộc bố ráp gần 100 tiệm bán lẻ 7-Eleven trên toàn quốc, kể cả California thời gian gần đây. Ông Thomas Holman là quyền giám đốc cơ quan ICE, nói rằng hành động này nhằm đưa ra một thông điệp mạnh mẽ tới giới chủ nhân thuê mướn người di dân bất hợp pháp. ICE sẽ duy trì luật pháp và nếu quý vị phạm pháp thì quý vị sẽ chịu trách nhiệm. Ông Herman nói, cũng theo UPI đưa tin như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.